Hello hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu những chiếc xe rất là xinh. Đầu tiên là một chiếc xe cổ nha. 66 luôn rồi. Mở được. Wow. Nhìn rất là hoành tráng nha. Wow. Mở cửa có nhạc luôn nha. Đây, khởi động xe này. Rồi, đây là xe gì đây? Wow, xe tôn bê tông nha. Đây là xoay nè. Ok. Wow, đây nè. Cái này để đổ bê tông nó nha các bạn. Rồi, xe thứ ba nào, wow. Corrector nha, rất là đẹp nha. Wow, cái này mở được này. Nắp mở được động cơ lên. Phía sau này là một chiếc xe mô tô nha các bạn. Thôi mình mở cửa thử này. Wow. Đây có giảm sóc nha. Ok. Wow. Đây rồi. Xe máy ủi nha. Wow. Cái này cũng chạy bằng đa nha các bạn. Yeah. Mình chỉ cần xoay là chạy thôi. Đây cái này để mục đích đây. Yeah. Ok, bắt đầu làm việc nào. Help me. Wow. Đây các bạn thấy sức mạnh chưa? Rồi. Ok, bye bye các bạn nhé. Bye bye.